Mọi người, mình là Chép Bùi, chuyên hướng dẫn cách làm món ăn đơn giản tại nhà. Hôm nay sẽ là món mứt cà rốt. Đến Tết rồi, mọi người bỏ túi ngay công thức này để có món mứt cà rốt thơm ngon cho ngày Tết mọi người nhé. Rất dễ làm nhưng nhiều người lại thấy khó bởi vì phải ngâm nước vôi trong. Hôm nay công thức này không cần nước vôi trong mọi người nhé. Xem ngay video. Tiên là bước chọn cà rốt, sẽ chọn loại to, tròn, đều nhau, sau đó nạo vỏ, rửa sạch. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt cà rốt thành các miếng vừa ăn, loại bỏ phần đầu và phần cuối của củ cà rốt. Chúng ta sẽ cắt cà rốt thành các lát mỏng có độ dày khoảng từ 1 đến 1,5mm. Trong quá trình cắt, chúng ta lưu ý phải cắt thật mỏng và phải cắt đều nhau để giúp trong quá trình làm mứt, mứt sẽ có độ dày mỏng đều khi thao dễ hơn mọi người nhé. Sau khi cà rốt đã được cắt thành các lát mỏng, cắt thành các sợi, tiếp theo sẽ cho vào ngâm vào nước muối loãng khoảng 10 đến 15 phút. Bước này sẽ giúp cà rốt mềm ra và loại bỏ màu sắc. Tiếp theo, để cà rốt có màu trắng trong, sẽ cho vào nước vo gạo sạch, ngâm trong vòng từ 5 đến 7 giờ. Bước này cũng giống như việc mà bạn ngâm vào nước vôi trong mọi người nhé. Sau khi đã ngâm từ 5 đến 7 giờ, mọi người rửa sạch và cho cà rốt vào trần khoảng từ 2 đến 3 phút. Khi nước đã sôi thì cà rốt cũng đã mềm, mọi người có thể vớt ngay ra cho vào âu nước đá. Bước này sẽ giúp cho cà rốt giữ được màu sắc và độ giòn mọi người nhé. Đã ráo, chúng ta sẽ đem cà rốt đi cân, mọi người cân, sau đó cho tỷ lệ đường vào cà rốt là tỷ lệ 1:2 mọi người nhé. 1kg đường cùng với 2kg cà rốt, mọi người trải đều từng lớp, sau đó đảo đều để cho cà rốt và đường thấm nẫm với nhau. Để trong vòng từ 3 đến 5 giờ là chúng ta có thể đem thao cà rốt. Thứ nhất trong bước này là chúng ta phải ngâm đủ thời gian. Khi nước đường có màu trong như thế này là chúng ta đã hoàn thành bước ngâm. Gạn 1/2 số nước ở trong cà rốt, sau đó chúng ta sẽ đun sôi. Bao giờ cạn khoảng 2/3, chúng ta sẽ cho phần cà rốt đã được chuẩn bị vào. Bước này sẽ giúp cho cà rốt ăn thao nhanh hơn mà mọi người không mất quá nhiều thời gian trong quá trình chờ đợi cà rốt khô nước mọi người nhé. Bước này khá là quan trọng, mọi người lưu ý cần phải làm theo. Như thế này sẽ giúp cho mọi người thao cà rốt nhanh và đơn giản hơn. Khi phần nước cốt đường đã cạn, chúng ta phải đảo liên tay và cho nhỏ lửa. Bước này sẽ giúp cà rốt không bị khê, khét mọi người nhé. Đường đã cạn, chúng ta cần cho nhỏ lửa để trong suốt quá trình thao. Bước này sẽ là bước quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng của mứt cà rốt. Bắt đầu lên phần trắng như thế này là chúng ta đã chuẩn bị có mẻ mứt cà rốt thơm, ngon và hấp dẫn rồi mọi người nhé. Lưu ý bước này cần phải đảo thật nhanh tay để món mứt cà rốt bọc thật nhiều phấn đường mọi người nhé. Như thế cà rốt mới ngon và hấp dẫn. Chúc mọi người thành công với món mứt cà rốt làm tại nhà. Xem ngay video để biết cách làm món mứt cà rốt đơn giản này nhé.